tới có 3 giờ sáng một tiếng nó làm rần 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 nó thức luôn. Nguyễn Mập. Nó trái giờ đó nó ngủ có được đâu, nó ngủ chút xíu thôi. Cái làm mà mầm. Bầu trời cái ly nằm dưới đây thức luôn. Mình thì mình quen giờ rồi mà tự nhiên nó về cái mình thức luôn. Uống trà đá đi. Pha ly coi. Ê trà đá. Trà đá của mẹ ngon lắm. Thơm. Chào cả nhà nha, ngày 4 giờ sáng. Chưa ai quen giờ nó thức hết. ăn ít ghê. Một ký cơm với lại mấy cục heo quay, rau muống xào tỏi. Xong rồi tới con hến xào với một gói gì đó. Trời ơi sao mày ăn nhiều mày không mập tiếc. Ta tập thể dục mà. Như này người ta có bí quyết tại ngoài. Mình ăn ít hơn nó luôn á, sao mập dữ vậy. Ăn hết thiệt chứ. Có mẹ, ăn ít bộ. Không bị hơi á mà. Uống bia là nhiều thôi chứ. Một gói thôi hả mẹ, hai gói. Uống gói, mình thường thường có uống gói. Uống gói đi ha, cái bột mà bi quan. Giống cà phê sữa vậy. Không, bột bi quan thì như cái order cái đá nha cả nhà. Chà mày muốn đâu thơm nha. Mày sẽ đi chợ mua cái cây nữa. Mua lắm thôi. Một lát nữa một Việt Kiều nữa về nữa. Bầu trời Cali bữa nay đón 3 Việt Kiều luôn. Đón mẹ trước, đón tiếp, bây giờ đón thêm một Việt Kiều. Việt Kiều này mới quan trọng. Việt Kiều hiện tại bây giờ bầu trời đang quay clip này là Việt Kiều đang trên trời á, còn đang bay á, có nghĩa là đang bay từ cái chuyến từ Nhật về Việt Nam. Mới bay được khoảng 1 tiếng, chắc khoảng 4 tiếng nữa là tới đấy. 4 đến 5 tiếng nữa là tới. Mới quốc thêm cái bánh. Ba trái chuối. Quốc thêm cái bánh ba trái chuối nữa mà cũng khoe. Ăn dễ sợ. Ăn ghê thiệt. Mà nó không có mập. Nè, ổ lạnh của mẹ chị Quyên là nguyên bịch khô rồi. Khô. Nãy mình tưởng rồi, từ lúc đầu hôm qua tưởng gì qua nè. Rau nhúc. Khô gì mẹ? Khô cá cơm. Cô có cơm dài á. Thanh nó kêu mua. Từ đây nó đi lúc mình đi còn 2 tuần nữa là cái tủ lạnh nó chắc nó hết thở luôn. Cái đó kho tiêu ngon lắm. Ủa cái này uống nóng vậy hả? Ủa hình như lộn mà cái này phải uống lạnh chứ mà sao nó uống lộn. Cái hộp này hộp đậu nó không tan. Ông cậu nó có. Này uống nước nóng chứ. Hộp này hộp đậu. Cái đó hộp thử mà. Đó giờ chưa uống luôn á. Giống như uống sữa vậy hả? Mấy người suy dinh dưỡng á, đại khái giống như ông vậy. Thôi về mày uống luôn đi. Rồi, thấy gớm. Không uống. Nếm thử thấy quả rồi. Thôi dẹp. Từ hôm qua nay cái bụng nó cứ rè rè. Về quốc nguyên một thao ốc hỏi sao. Nó rượu tôi 2 lần rồi đó nha Mập. Rồi sáng giờ là muốn đi lần nữa mà ém tới thấy. Giờ đi dạo một vòng quanh xóm. Quanh xóm mình sẽ đi ăn hủ tiếu Nam Giang ở gần xóm có 35k thôi, rẻ rề luôn mà ngon. Nó nói nó thèm tới 80 món rồi. Ê thèm mấy món? Thèm mấy món? Xúc hết. Xúc sạch sẽ. Tiếu Nam Giang nè, trong xóm thôi, ngon bổ rẻ. Ê đó, hủ tiếu xóm đó, hủ tiếu Giang à. Khô nước một tô khô mẹ ăn nước hay khô mẹ? Hủ tiếu hay tủ rồi cái mì? Hủ tiếu thập cẩm đầy đủ. Mì hay có mì không? Mì luôn. Mì đậm khô không khô mà không khô nước hả mẹ? Rồi hủ tiếu mì luôn phải không mẹ? Rồi hủ tiếu mì hết á, một tô khô hai tô nước. Giá trụng đầy đủ mà còn đặc biệt nữa. Cũng có 35k mày ơi. Vô 35k. Mà
kiếm cái bu sân bay đẹp không? Đẹp. Đẹp ha, đeo hợp ha. Gucci ha. Vấn đề là nó hợp đẹp. Với cái ê, đẹp ghê mà. Cái bên hông là đẹp nè. Ừ, cái hiệu đẹp quá. À. Cái hiệu đẹp, đeo lên cái mặt cũng đẹp nữa. Ừ. Ê, thử tao đeo coi. Thôi té cái mắt kiếm ta. Thử coi. Quá bự. Đeo mắt kiếm rồi đỡ ra vậy là nó dạt. Ê, nhẹ nha. Tôi lo lắng. Ôi, quá đẹp luôn, yêu như tôi luôn mà. Không, mày lấy coi giùm tôi. Ăn sáng xong á sẽ đi uống cà phê hẳn nè. Bọn đây uống cà phê. Sau đó là Tiết làm công chuyện với mẹ làm công chuyện luôn. Bầu trời có Ly cũng làm công chuyện luôn. Về đây bận rộn lắm, ngày nào cũng kính lịch. Kính lịch. Kính lịch. Về có 2 tuần à, Tiết nè. Mẹ cũng khoảng 2 tuần mẹ về rồi. Cho nên là không có thời gian luôn. Hả? Mất ta đạt. Đúng rồi, có mẹ nữa mà. Đây, mẹ nè. Thằng nghiệp quá. Ông nói tôi sao bằng áo của mẹ. Ừ. Áo này áo mẹ hả? Ừ. Áo này áo của em. Đây, cái này tóc bình của mấy Tiết. Chúc lên ơi. Chúc lên nè. Trời ơi, coi kìa, coi kìa. Cậu quay phim con nè. Hai con tính đi, hai con tính đi. Trời ơi. Bà nội rồi, bà ngoại rồi con. Hello, bà ngoại kìa. Con nghiệp quá. Biết chỗ này không? Chỗ này con với Thỏ ăn hủ tiếu quá. Ừ, đúng rồi, con nhớ không Trúc Linh? Nhớ chỗ hủ tiếu không? Chỗ hủ tiếu không? Nhớ rồi, nhớ. Con đi ăn hủ tiếu đây. Hả? Ôi. Cũng là hủ tiếu Nam Giang mà ở trong xóm thì 35 ngàn. Nhưng mà ở mặt tiền đường quận 1 là thành 80. Thì nó nhiều khi topping nó nhiều hơn tí thôi, nhưng mà nó cũng tựa tựa vậy nè đó, thành 80. Cái chai nước suối ở đây bán 10 ngàn, vô sân bay quốc cho 80. Cũng là chai nước suối, tùy theo cái vị trí nha, cái vị trí rất là quan trọng. 105 ngàn ba tô. Tôi phải ăn một bánh mì nữa. Trời ơi, nói là chuyến rồi về ăn không được bánh mì, tức quá trời. Nó có phái bánh mì bên Việt Nam đó. Ngon phái lắm. Là bánh mì heo quay. Đó. Không biết đây có không? Mình quay á anh chị. Giờ uống cà phê chút xíu rồi đi rước Việt Kiều nữa. Không biết năm nay Việt Kiều về hơi nhiều. Việt Kiều này hơi đặc biệt đó nha anh chị. Tiếp tục đi đón Việt Kiều nữa. Vài bữa nữa chắc không biết có Việt Kiều nào về nữa không chứ em mệt đó nha. Đón hoài mệt lắm, đón mẹ chị Will xong đón Tiết Tiêu giờ đón nữa, mà Việt Kiều này quan trọng, chờ đợi lâu rồi. Nói chứ mình đi đón Hà bận cái công việc bên đó cho nên là phải coi tiệm này kia, sắp xếp này kia, thợ thầy nào xong hết rồi thì bây giờ về chơi với bầu trời Cali khoảng chừng 2-3 tuần gì đó rồi bắt đầu hai đứa sẽ về Mỹ lại. Thì để cho Hà đi chơi chứ làm hoài mấy năm trời, từ lúc mà chưa có dịch á, Hà đã về Việt Nam rồi là khoảng năm 2019, sau đó là dính cái dịch luôn, là tới giờ luôn là khoảng 5-6 năm trời Hà chưa có đi, cho nên là mình sẽ về dắt Hà đi chơi vòng vòng với đó, tại vì Hà về Việt Nam thì Hà cũng không biết đi chỗ nào hết á, cho nên là bây giờ là có cơ hội thì hai đứa đi, chứ giờ làm hoài cũng vậy, cho nên là mình có làm thì có chơi vậy đó. Tiếp tục là Tân Sơn Nhất tiếp. Hà vừa mới hạ cánh luôn á cả nhà. Thì mình nhìn cái bảng nhỏ này nè, mình thấy là chuyến bay ha, chuyến bay đã hạ cánh. Thì chuyến bay đó cái hành lý nó sẽ ra ngay chỗ này. Ra ngay chỗ này. Thì Hà làm thủ tục xong thì Hà sẽ ra đây lấy hành lý. Mình ngồi ở đây mình sẽ thấy luôn. Đó, mình thấy người thân của mình về. Rồi sau đó lấy hành lý xong là mình đi xuống cầu thang, mình đi ra ngoài mình đón là vừa. Tại vì mình ngồi trên này á, thứ nhất là nó rất là yên tĩnh nha. Nó có toilet luôn. Và đặc biệt là nó có luôn máy lạnh. Mát chưa. Chỉ có một cái là phải chịu khó ngồi dưới đất nha. Đây. Không có ghế đâu. Ngồi dưới đất. Nhưng mà ngược lại thì nó mát lắm. Máy lạnh. Chứ ngồi dưới đó đông đúc mà nóng được. Hát kia. Ngồi ra lẹ ha Quý. Trời ơi, xách cái vỏ chị bự chứ gì. Bây giờ tao nghĩ hành lý chưa ra tới đâu. Nãy giờ không thấy hành lý đâu á. Hả?
đây nè. Hà không biết đó, đúng rồi đó. Hà không biết á, tụi gì chưa coi bản á. Đó còn có chuyến đó không á. Ừ. Ừ, không coi cái số á, số number của chuyến bay á. Đang chờ lấy hành lý nè cả nhà. Thấy mình đứng, mình đứng trên này mình thấy hết người thân của mình thấy không? Mấy anh chị mà có lên đón người thân á thì cứ lên trên này nè, ngồi nè. Mát lắm. Thấy người thân mình vừa đi ra cái mình đi xuống là vừa. À, mốt chắc bể, chỗ này bị bể quá. Mai mốt chỗ này bị bể luôn. À, nóng quá, khát nước nữa, mua nước mía cho Hà. Về là thèm nước mía liền à. Đây. Nước mía nha. Lúc mà má của Hà mất á là dính ngay cái mùa dịch. Hà bên Mỹ không về được. Thì khi mà nghe tin mẹ mình mất rất là buồn mà về không được. Dịch dính dịch á, anh chị đâu có đi Âu, đâu ai đi đâu được, máy bay đâu có bán, vé bay đâu có bán. Thì đây là lần sau khi hết dịch rồi thì ổn định lại và tới thăm má. Vô tình bầu trời Cali vô cái chùa này thì thấy cái hình của cô ca sĩ Phi Nhung ngay đây luôn nè anh chị. Thì bầu trời Cali không biết thì hỏi là đúng là cô Phi Nhung có ở đây. Đây nè. Mới có năm 12 tuổi thôi. Tài năng quá trời. Ô, vô tình bầu trời Cali ngó một vòng thấy ngay cô ca sĩ Phi Nhung đây. Rồi Vũ Linh kế bên luôn nè anh chị. Đây Vũ Linh đây. À. Ở xuống nè. Chùa xây đẹp quá. Rồi ôi tổ ông. Tổ ông khủng khiếp luôn. Ôi tổ ông quá bự luôn ha. Ừ.
không gì ta. Thôi quận 12 có cái quán đã quá. Coi nè, đất đai rộng thênh thang luôn. Hơi đông. Đây là anh Bảy của Hà, anh ruột. Đây là cháu của Hà, gọi bằng cô. Cô. Đây là món lần đầu tiên tới đây luôn. Nhìn hấp dẫn ghê. Cái này có tên là gà gì đó? Gà thâm gì ở ngoài ghi ghi đúng không? Ôi, tỏi nè, mà chiên lên nè, gà họ xé ra sẵn, nhìn ngon lắm. Củ hành. Ở đây ngồi lý tưởng anh. Mát. Có cái hồ nữa kìa. Buổi trưa nhớ như này. Nãy con canh con coi, quay đứt con thử là quay lên là. Rồi. Mình phải thuyết minh và lòng tiếng. Thái tạo nội dung đúng không? À. Nó phải thông qua. Vô. Ngon quá. Gà ngon quá. Gà nhắm nè. Dai ngon. Cơm. Đây, đây có bán cơm niêu nha cả nhà. Đó, cho Hà, cho đã. Cơm niêu. Đây. Nấu trong niêu luôn. Cái niêu này hình như là chắc mới mua sao nó mới tin nè. Thiệt luôn á. Em là người ăn đầu tiên hay gì á. Nè, mới tin nè. Không có mùi mà còn mùi khói gì luôn. Nó sạch đó. Nhìn nó sạch sẽ. Đây nè, trời ơi, coi nè cả nhà ơi, coi nè, canh chua cá nè, có cá trong đây luôn, cá hủ nha. Đây. Hồi nãy ăn miếng đi. Quan trọng là cái nước mắm sống nó ngon. Cá nè, cá hủ nè. Quay y là ngon rồi. Út hấp thử cái nước nó ngon. Coi nè, quan trọng là chua. Mấy cái này mà nấu không ngon. Đem, bỏ cá vô đây nè, ăn đi. Đúng không? Không chắc nước mắm vô. Nước mắm mặn á. Em bỏ cá vô đi là không mặn nè. Cũng ok á. Vị ngọt ngọt. Bỏ nước mắm vô là ok. Vị ngọt ngọt đó mình. Đây đó về dân giả, món dân giả thì rất là ngon. Ok. Còn cái cá nữa. Dạ đó, cái đố muốn đập bây giờ nó đứt rồi, đập luôn đi. Đứt rồi đó. Còn đứt luôn à. Ừ, lấy đi, thoải mái đi anh. Cá này cá hú hả em trai? Cá hú quá. Đúng rồi, cá hú. Cá hú. Ăn miếng đi canh. Dạ, cá hú lao. Cá hú thơm lắm. Cá hú ngon. Thật cá thơm. Cá hú lao ngon. Cá hú lao thơm nữa. Cá hú lao. Cá hú lao ngon nữa. Có bông lao với cá hú rồi. Cá dứa nữa. Cá dứa nữa, nó cũng là một giống của tụi nó. Dạ không có được hoa cỏ. Đúng rồi, đã quay. Rồi. Giang lên rồi. Nó ngon á. Cá nha. Quy là đường dứa ta. Nó ăn cá hả? Sẽ còn nhiều video hay nữa kế tiếp nữa. Các anh chị theo dõi tiếp vô một trận Cali nha. Và vừa mới đón Hà vừa ăn uống xong. Anh chị cứ tiếp tục đồng hành với một trận Cali trong video tiếp nha. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại.